chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau đánh bài tiếp anh. Rồi ok, hay quá, mình thắng rồi. Rồi ok, sau hai trận đánh thì mình hai video thì mình bắt đầu tự tin để thử đánh bài với anh chàng bạn này ha. Để xem nào. Tất nhiên là úp lá này xuống rồi. Úp lá này xuống. Quăng con này ra. Có gì được cộng máu rồi chứ gì trơn. Ai chà. You're merely postponing the inevitable. Ra lá này sớm hơn quá. Có lá này cộng máu xài đã hết. Con này anh chà, giống con quỷ ghê ghê. Con này thì mèo hơn chút. Con này mấy sao? 4 sao luôn hả? Ai chà, chịu vậy, biết sao giờ. You're merely postponing the inevitable. Ôi trời ơi, thêm lá này nữa, từ từ dùng sao. Chơi trước. No. 600. Not bad. Ok, lần này ảnh tự cấu máu ảnh tới chết rồi các bạn. Pathetic. Gì đây? Summon rồi, summon rồi. Con này cũng thường ơi. Không. You're merely postponing the inevitable. Rồi, úp lá này xuống rồi đã. Rồi, để con này lên luôn. Con này cứ để như vậy. Lần này anh ít xài phép trap về ta. Bỏ con này ra. Pathetic. Gì đây? I have to separate this chap from the wheat. Ây da, wow. Thế này thì em chịu rồi. Nhưng mà ông anh ơi, em hay chơi bài này lắm đó nha. You're merely postponing the inevitable. Ây da, không dở lên bắn thì hơi uổng nha. Chơi thôi. No. Có cái gì đâu, giận thì cứ giận thôi, anh cắn răng làm cái gì. Nãy là anh em mình giao lưu vui vẻ mà. Có phải cái gì cao siêu gì đâu mà ông anh nóng đó. Chúng ta ở đây là giao lưu chơi vui vẻ, kết thì chơi xong nhiều khi còn kết nghĩa anh em thế. Ai làm anh ấy muốn làm anh giận đâu, trời ơi. Hồi nãy rồi bộ này ít bài phép bài trap ghê ta. Rồi thôi mình tạm thời dùng phong ấn chi thuật nha các bạn. Are you trying to make me angry? Tất nhiên rồi. Đây em xin phép phong ấn hai con này lại à. Không phong ấn nó gọi lên nữa là mình mệt đấy. Rồi thế anh định muốn kết thúc nhanh trận đấu đúng không? Tại cái mặt này hài thế nào ấy. Rồi no. Rồi ok, anh em mình giao lưu tiếp có gì đâu. Hồi nhiều mình trước tiếp nữa. Mà bộ này không có spell, không có trap gì trơn nha. Chịu vô mà ra vậy hơi dở.
Rồi, rồi ok. Úp lá này xuống. Úp lá này xuống, có gì còn dùng. Rồi, ok. Ồ, con này bắn bay qua đầu. Bắt nó cầm ngay, không thôi là mình chết. No, no, no. Ồ, quên lấy con này ra xài nữa. Dở quá. You're merely postponing the inevitable. Rồi, dở con này lên. Quăng con này ra. Chơi nó. No. Not bad. Rồi, ok. Not bad. Rồi. Để coi anh ấy có cái gì nữa nào. Có một con này lại hại đấy. Rồi. Not bad. Vẫn đang tỏ ra cao cao tại thượng ha. Có gì đâu mà nóng hả ông anh? You're merely postponing the inevitable. Ồ, con 1800 nữa nè, nhưng mà khoan đã, quăng con này ra trước. Rồi em xin cái con này tí à. No, no, no. Rồi thử cảm giác bắn bay qua đầu của nó nào. À, nó có quyền chọn bắn bay qua đầu hoặc là bắn vô mục tiêu luôn. Chơi. Not bad. Ok. Hại thiệt. Anh này mới đầu tướng ngoài không lẫm liệt lắm, ai ngờ giống kiểu của thủy trụ á các bạn. Nhìn mặt mới đầu tướng mới dạng mặt lạnh, nhưng mà có điều ai ngờ cũng hài hước phết. Dạ em đang ráng gồng lên cho ai không lẫm liệt để dọa người đời thôi, chứ thực chất cũng là tầm thường. Con này không mạnh lắm. Con này cũng vậy. Rồi ok, anh muốn tự tử đúng không? Rồi ok. Are you trying to make me angry? Rồi ok, em sao cả, bắn tiếp đi ạ. Rồi tạm biệt anh, cảm ơn đã nhường em thắng nhé. Rồi cho em xin ba lá đi ạ. I can't move, not to you. Có cái gì đâu. Cái này tự anh mà, có phải em đâu. No. Rồi ok, em thắng. Wow. Chiến binh của Zera, cái này có rồi, cái này có rồi. Ồ. Oh. Chiến binh của Zera 1600. Ồ, cân bằng à. Lá này chắc bình thường, 4 sao hệ thổ. No, this can't be. Có cái gì đâu. Rồi mở cái này lên nào. Lấy cái con đó vô mà xài coi. 1600 đúng không? Mấy con này mình đang kiếm cái con khoan khoan á, con này hệ quang mà từ từ đó, mình đang cần cái con đó. Thằng này nó không chìa khóa, nó không cần. À đây, bỏ ba con này vô luôn, mình xài cho nó đã. Rồi thôi để coi tạm thời rút con này ra đi. Mình giảm sức mạnh mình lại chứ, chứ quýnh nãy giờ thắng nhiều mà toàn thắng ấp ấp đảo gì không. Nhiều bạn chắc chê, chắc sẽ chê video chán. Để coi nè, thôi mình bỏ Thanh Hải Pháp Sư ra luôn. Để coi, thôi con này tạm thời khoan dùng nữa. Rồi, bớt thêm con nữa đi. Bỏ lá ra luôn các bạn. Rồi vậy là bây giờ bài
Ồ, mình đem bài quái hơi nhiều nha. Để xem nào. Để vậy cũng hạt rồi. Ghi bao nhiêu đây trap, bao nhiêu đây spell. Khá hợp với cách chơi của mình rồi, cũng không thay đổi nhiều hơn được. Con ánh phục thì để đây đi, có gì còn làm bài tẩy cho quanh là chơi này nhiều bài tẩy rồi mình đã sợ. Rồi ok, xin phép kết thúc video ở đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.